Trong đoạn video gần 1 phút, tài xế đi chậm, tiến lên rồi lùi xuống để cản bớt độ xiết của dòng nước. Do đó, nhiều xe máy có thể di chuyển dễ dàng và an toàn hơn. Sau khoảng 1,5 giờ, tài xế Vũ Văn Ái lần lượt dìu hơn 100 xe máy qua dòng nước chảy xiết ở Lào Cai. Khi không còn xe nào, anh mới tiếp tục hành trình của mình. Đoạn video nhanh chóng gây sốt mạng xã hội, thu hút hơn 1 triệu lượt xem, hàng chục nghìn lượt yêu thích và bình luận. Cộng đồng mạng dành lời khen ngợi cho tài xế xe tải. Chiều ngày 29 tháng 7, trên hành trình chở vật liệu từ huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai đến xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai, anh Ái trông thấy nhiều người đi xe máy dừng lại trước một đập tràn. Dòng nước chảy xiết khiến họ không dám đi qua. Một số người đi xe máy nhờ cho xe lên thùng ô tô để đi qua đập tràn. Sau đó, tài xế Vũ Văn Ái đề xuất dùng xe tải chắn đường làm giảm tốc độ chảy của dòng nước rồi lần lượt dìu từng xe máy đi qua.